Các vua nhất chương 9 Khi Salomon đã cắt xong nhà của Đức Diêu Va, cung điện và mọi sự người muốn cắt, thì Đức Diêu Va hiện đến cùng người lần thứ nhì, y như Ngài đã hiện ra cùng người tại Gabao. Đức Diêu Va phán với người rằng, Ta đã nhậm lời cầu nguyện nài xin của ngươi thưa trước mặt ta. Ta đã biệt riêng ra thánh cái đền này mà ngươi đã cất để cho dân ta ngự tại đó đời đời. Mắt và lòng ta sẽ thường ở đó mãi mãi. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng, mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những luật lệ và mạng lệnh của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi kiên cố đến đời đời trên Israel. Y như ta đã hứa cùng David cha ngươi, mà rằng, ngươi sẽ chẳng hề thiếu kẻ hậu tự ngươi ngồi trên ngôi Israel. Nhưng nếu ngươi và con cháu các ngươi xây bỏ ta, không giữ các điều răng và luật lệ ta đã truyền cho các ngươi, đi hầu việc những thằng khác và thờ lại chúng nó, thì ta sẽ trước Israel khỏi đất ta đã ban cho chúng nó, trừ bỏ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta biệt riêng ra thánh và Israel sẽ trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa muôn dân. Còn đền này giàu cao dường nào, ai đi ngang qua gần nó cũng lấy làm lạ lùng, chê bai mà rằng, cớ sao Đức giê va có làm cho xứ này và đền này như vậy? Người ta sẽ đáp rằng, ấy vì chúng nó đã lìa bỏ giê va Đức Chúa trời chúng nó là đấng đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Cập. Họ theo các thần khác, thờ lại các thần ấy và hầu việc chúng nó. Vì cái đó Đức Giê hô Va đã dán tên họ các tai họa này. Xảy ra vừa chẳng 20 năm khi Salomon đã xây xong hai cái nhà, tức là đền của Đức Giê hô Va và cung điện vua. Thì bây giờ vua Salomon ban cho Hiram, vua hai 20 thành ở xứ Galilee vì hiram có cấp cho salomon gỗ bá hương gỗ tùng và vàng tùy người muốn bao nhiêu hiram từ Tyre đến đặng xem các thành mà salomon đã ban cho mình nhưng các thành đó chẳng đẹp lòng người và người nói rằng hỡi anh những thành mà anh cho em đó là cái gì rồi người gọi các thành ấy là xứ kabul hãy còn gọi như vậy đến ngày nay vả Hiram đã gửi cho vua Salomon 120 ta lăng vàng. Này là có sao Salomon đã bắt sau đặng xây các đền Đức Giê-hô-va và cung điện mình. Luôn với Milo vách thành Jerusalem, hát so Megiddo và Gê-xe. Pharaon vua của Egypto đã đi lên chiếm lấy Gê-xe, thiêu đốt nó và giết những dân Canaan ở trong thành. Rồi ban thành ấy làm của vô quy cho con gái mình là vợ Salomon. Vậy Salomon xây thành ghế xe Bết hô rôn dưới ba và tác mốt tại trong đất rừng của xứ lại xây các thành có những trữ lương phạn của Salomon những thành để xe cộ những thành cho quân kỵ và mọi điều gì đẹp lòng Salomon xây cắt tại Jerusalem trong Liban và trong cả xứ phục dưới quyền người. Hãy thả những người còn sống lại trong dân Amorit, dân Hethit, dân Pheresit, dân Hevit, dân Jebusit, không thuộc về dân Israel, tức là các con cháu của chúng nó còn ở lại trong xứ mà dân Israel không đủ sức diệt hết được. Thì Solomon bắt phụ làm sâu dịch cho đến ngày nay. Nhưng Salomon không bắt dân Israel làm tôi mọi xong họ làm binh chiến tôi tớ quan trưởng quan tướng quan cai xe và lính kỵ của người còn về các quan trưởng đặt lên coi sóc công việc của Salomon số là 550 người họ cai trị dân làm công việc con gái Pharaoh ở thành David đi lên cung mà Salomon đã xây cất cho nàng bây giờ người xây cất Milo Mỗi năm ba lần, Salomon dâng của lễ thiêu và của lễ thù ăn trên bàn thờ mà người đã đóng cho Đức Giê-hô-va và sông hương trên bàn thờ đã đặt ở trước mặt Đức Giê-hô-va. Người xây xong đền thờ là như vậy. Vua Salomon cũng sắm sửa một đoàn tàu tại e -si gê Gebe gần Elot trên mé biển đỏ trong xứ Edom. Hiram sai những tôi tới mình, tức những thủy thủ thông thạo về nghề đi biển. Đến trong đoàn tàu đó, đặng giúp tôi tớ của Salomon. Họ đi Ophir đem về cho Salomon 420 ta lăng vàng.